Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Tào Hữu Ninh, nam chính ngược chiều ánh sáng nói lời yêu em. Từ bỏ 10 năm làm vận động viên quốc gia tiến vào giới giải trí. Bỏ bạn gái thời sinh viên để yêu hoa khôi đại học. Hiện tại bộ phim ngược chiều ánh sáng nói lời yêu em đang phát sóng và thu hút khá nhiều lượt xem. Bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Bán Ngâm nổi tiếng trên mạng Tấn Giang của tác giả Nhược Thủy Ninh Lưu, với sự tham gia của các diễn viên Tào Hữu Ninh, Dư Nguyệt, Ngô Hạo Trạch, Mã Hân Mặc và nhiều diễn viên khác. Ngược chiều ánh sáng nói lời yêu em kể về nam chính đẹp trai lạnh lùng lệ đằng do Tào Hữu Ninh thủ vai và diễn viên kịch nói thông minh Nguyễn Niệm Sơ do Dư Nguyệt đảm nhận. 5 năm trước, lệ đằng tình cờ gặp gỡ và cứu Niệm Sơ trong lúc nguy hiểm. Hai người cảm mến nhau nhưng lại không lựa chọn ở bên nhau. Sau 5 năm chia xa, hai người bất ngờ gặp lại nhau. Từ đây hai người hóa giải hết những hiểu lầm, cùng nắm tay sống một cuộc sống hạnh phúc. Ngược chiều ánh sáng nói lời yêu em tuy kịch bản không mới nhưng lại khá được lòng khán giả bởi dàn diễn viên trẻ, đẹp và có khá nhiều cảnh tình cảm hấp dẫn. Đảm nhận vai nam chính lệ đằng trong Ngược chiều ánh sáng nói lời yêu em là nam diễn viên Tào Hữu Ninh. Tào Hữu Ninh sinh ngày 24 tháng 4 năm 1994. Sinh ra tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan, tốt nghiệp khoa giáo dục thể chất của Đại học Phụ Nhân. Và vai nam chính khá ngọt trong Ngược chiều ánh sáng nói lời yêu em. Thế nhưng ít ai biết được rằng Tào Hữu Ninh từng là một vận động viên chuyên nghiệp cấp quốc gia bộ môn bóng chày với hơn 10 năm kinh nghiệm học tập, luyện tập và thi đấu. Tào Hữu Ninh bắt đầu đào tạo bóng chày chuyên nghiệp khi còn trẻ, tham gia vào nhiều cuộc thi dành cho mọi lứa tuổi. Năm 2014, Tào Hữu Ninh được chọn vào đội tuyển bóng chày quốc gia Trung Quốc, thi đấu tại các giải lớn như World Cup, Đại hội Thể thao Đại học Thế giới tại Hàn Quốc và Hà Lan. Năm 2016, Tào Hữu Ninh quyết định từ bỏ sự nghiệp bóng chày 10 năm của mình, rời sân vận động để phát triển trong ngành giải trí. Năm 2014, Tào Hữu Ninh tham gia một bộ phim truyền hình Kanu về đề tài thể thao bóng chày. Với bộ phim này, Tào Hữu Ninh đã giành được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất của Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 16 và lọt vào danh sách đề cử giải diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 51. Sau vai diễn đầu tiên thành công ngoài mong đợi, đó cũng là một phần lý do để Tào Hữu Ninh quyết định từ bỏ sự nghiệp bóng chày 10 năm của mình tiến vào ngành giải trí. Từ năm 2014 đến nay, Tào Hữu Ninh đã sở hữu hơn 10 vai diễn với cả mảng điện ảnh và truyền hình với các bộ phim như Kano, Chuyến đi tốt nghiệp, Thành phố vô chủ, Cực đáo thiên kim và nhiều bộ phim khác. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thì Tào Hữu Ninh đã có bạn gái. Năm 2014, khi còn là chàng sinh viên khoa thể dục, Tào Hữu Ninh đã bắt đầu yêu đương với Giang Như Tuyền, một cô gái khá năng bỏng, gợi cảm và quyến rũ. Giang Như Tuyền hơn Tào Hữu Ninh 3 tuổi, cả hai rất hào phóng trong tình yêu với công chúng, không ngại chụp ảnh cùng nhau. Nhưng sau 2 năm đến tháng 9 năm 2016, cặp đôi bất ngờ đường ai nấy đi. Có tin đồn rằng nguyên nhân là do Tào Hữu Ninh ngoại tình với Mâu Huệ Vũ, hoa khôi của một trường đại học hơn Tào Hữu Ninh 1 tuổi, nhưng cả hai không lên tiếng phủ nhận. Tuy vậy, Tào Hữu Ninh vẫn bắt đầu yêu đương với Mâu Huệ Vũ. Mâu Huệ Vũ hơn Tào Hữu Ninh 1 tuổi, từng làm trợ lý nha khoa và người mẫu ảnh. Trên trang Facebook cá nhân của Mâu Huệ Vũ công khai hẹn hò với Tào Hữu Ninh từ ngày 8 tháng 5 năm 2016, trước thời điểm Tào Hữu Ninh và Giang Như Tuyền công khai chia tay. Cả hai vẫn thường xuyên đăng những bức hình tình tứ thân mật. Ảnh đại diện Facebook của Mâu Huệ Vũ cũng là ảnh của cả hai, cho thấy chuyện tình cảm 5 năm của cặp đôi vẫn khá bền đẹp. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.